Vừa rồi em Tuấn có test Dora Ropa 7 này cho các bác ở trên một cái nền nhạc nhẹ nhàng, êm ái. Nhưng mà để test như thế thì các bác cũng không hiểu rõ đằng nào, em mất công em kê lên đây rồi. Đây, em vừa test Dora Party House DH12, vừa đặt xuống để kê đôi này lên thì các bác lại yêu cầu là test nhạc không. Lúc nãy em test hai bản hát karaoke, bây giờ lại có bác test hộ tôi nguyên nhạc không, rất là khổ, tí đã lại phải kê ngược. À đây thì đã thế thì em test một loại nhạc nữa nhá, sang dòng nhạc, một số dòng nhạc cho các bác biết luôn. Bởi vì là đối với đôi loa này thì nó không đơn giản là như những đôi loa khác, là nó chỉ có 1 đến 3 loa, 2 loa, mà con này nó quá nhiều loa các bác ạ. Nó quá khủng ạ. Đây, nó quá khủng. Đôi 46 nó đến 7 loa thì 7 loa, và cái model của nó chính là đôi loa Ropa 7 luôn. Thì đây, Ropa 7. Mà họ đặc biệt là hôm nay em lại đánh với lại không còn âm ly nào cả. Các bác thông cảm nhé, bán hàng không có âm ly để test. Em đành phải ghép với con âm ly này cho các bác nhé. Như âm ly này, nhưng nó là dòng xịn đấy, cũng dòng chất đấy, âm ly này. Đấy, cho các bác đây. Thì báo cáo các bác đây. À đây là Dora Ropa 7, Ropa 7 nhé. Hàng xịn cao cấp cho các bác luôn. À, kích thước thùng của chiều ngang của nó 7, 70, chiều ngang là 70 này. Chiều cao nó tầm hơn 60 và chiều sâu nó tầm gần 40. Đấy. Em Tuấn sẽ test một bảng test nữa, nó thiên về tỉa guitar cho các bác. Để tại sao bảng trước là nó giọng giọng nó mềm mại, trầm ấm bao nhiêu thì bảng này em thiên về guitar và lời cho các bác, để các bác biết rằng à con này nó quá nhiều chung với là nhiều tép như kia thì lời nó sáng và tép nó như thế nào. Đấy. Và đôi loa Ropa 7 này có mức giá là 23 triệu 800. Chính thức là trên kênh em giới thiệu là 25 triệu, nhưng clip vừa rồi em bớt cho các bác hơn 1 triệu để các bác về vecni, có nghĩa là đôi loa này em đang giữ nguyên bản, không động vecni cái gì cả, cho các bác có tiền để các bác vecni cho đôi loa nó đẹp về như cũ. Đấy, thì sau đây mời mời các bác nhé, em Tuấn mời các bác đến với bản test Dora Ropa 7 này. Ropa 7 ạ. Em sẽ test lần này, em sẽ test ca khúc này để cho các bác cố tình để cho các bác xem cái lời của nó thoát như thế nào, và nó chiếm đến 5 con, có nghĩa là chung với tép như kia thì nó xử lý ra sao. Mời các bác. À, dòng này các bác đánh với lại âm ly săn xuôi, một số dòng receiver ấy, có radio ấy, hoặc một số là âm ly cổ của Mỹ thì rất là phê luôn. Đây hôm nay em không có âm ly nữa, bán hàng mà chả còn hàng để bán, khổ thế bác ạ. Đấy, mời các bác. Em Tuấn sẽ test cho các bác ca khúc Về Xứ Nghệ của Ngoanh này. Về xứ nghệ
Ơ thế sao ạ? Cổ quá đấy, đấy là dính quảng cáo đấy các bạn. Đấy, vừa rồi em test cho quý vị ca khúc Về Xứ Nghệ Cùng Anh. Các bác thấy rồi ạ. Em cố tình đưa cái ca khúc này vào để cho các bác biết là cái chất âm của đôi loa này khi nó được đáp ứng đến 5 con chung và tép một bên. Vậy là hai bên nó là đến 10 con chung và con tép cơ. Đôi loa này là 7 loa một bên mà, tổng là 14 loa. Thì nó chiếm đến 10 con chung và tép hai bên rồi. Do vậy em cố tình cho nó thử những cái dòng nhạc nó có cái tiết tấu nó guitar và lời nhiều. Các bác thấy không? Rất là sáng luôn. Rất sáng. Và đặc biệt là con âm ly này không phải dòng chuyên nghe cho nó, nói luôn như thế vậy. Các bác qua đây về đánh những đôi loa Mỹ cổ như này, những đôi loa Ropa 7 cổ như này. Các bác dùng một số dòng âm ly receiver từ đầu 3.000 trở lên đi. Săn xuôi ấy, 3.000, 4, 5.000 chẳng hạn. Đấy, hoặc là một số dòng âm ly bô ghen hoặc một số dòng âm ly Mỹ cổ đánh. Các bác chơi nhạc cối, nó lọc cà lọc cọc luôn, hoặc chơi nhạc đấu đĩa than. Cái dòng này nó đáp ứng rất là tốt cho các bác cái giải này đấy. Nghe nó lọc cọc nó mới thích. Em sẽ nào, em sẽ kiếm một bản test đầu cối cho bác nghe xem cái đôi loa này nó cọc cọc như nào cho bác thích nhé. Sau clip này em sẽ test một clip nữa lọc cọc cho bác thích, bởi vì là các bác đã mất công để kê cái đôi loa lên rồi, thì em test cho nó một vài thể loại cho bõ đi, như đôi DH12 vừa đấy bác thấy đấy. Vừa test được hai clip hát xong quay lại có bác điện anh test nguyên nhạc cho tôi xem nào, bởi vì tôi muốn vừa nghe vừa hát rất là khó, vừa đặt nó xuống mà đôi loa nó có nhẹ đâu ạ. Mùa này thì mùa dịch rồi, nhân viên đã cho nghỉ bớt rồi, nên tôi được báo cáo các bác là bây giờ em sẽ xin phép được dừng cái clip tại đây. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với số điện thoại là 0911 169 961 hoặc 08 222 8199. Vì khi nào các bác không liên hệ cái số kia không được thì các bác liên hệ sang cái số 999 của gọi em. Em chào các bác.